Biếng ăn là một tình trạng khá phổ biến ở trẻ, đặc biệt là ở độ tuổi từ 1 đến 5 tuổi. Làm sao để bổ sung đầy đủ các chất cho trẻ biếng ăn đã và đang là nỗi đau đầu của các bậc phụ huynh. Với bài viết này chắc chắn các bậc cha mẹ sẽ định hình được việc bổ sung các dưỡng chất cần thiết để giúp trẻ biếng ăn có thể bắt kịp đà phát triển bình thường. Trẻ biếng ăn dẫn đến còi xương, suy dinh dưỡng, dấu hiệu trẻ biếng ăn với trẻ dưới 5 tuổi. Các dấu hiệu nhận thấy rõ ràng khi trẻ biếng ăn có thể kể đến như bé ăn ít hơn định mức thông thường hàng ngày. Bé thường ngậm thức ăn hoặc nhè thức ăn, không muốn nhai và nuốt thức ăn, bé thường quấy khóc. Có thái độ không hợp tác khi nhìn thấy đồ ăn, bé chỉ ăn đồ bé thích và ăn rất ít. Trong bữa ăn bé sẽ vừa ăn vừa chơi, không tập trung vào việc ăn, nguyên nhân trẻ biếng ăn biết bệnh biết ta. Chăm bệnh chăm khỏi, việc hiểu rõ và nhận thức tình trạng bệnh sẽ giúp cha mẹ có cái nhìn rõ nhất trong vấn đề chăm sóc việc biếng ăn của trẻ. Dưới đây là những nguyên nhân chính làm những bé dưới 5 tuổi biếng ăn biếng ăn do bệnh lý bé bị các bệnh lý như nhiễm trùng được ruột, rối loạn tiêu hóa hoặc các bệnh lý về miệng lở mồm. Mọc răng, nhiễm trùng hô hấp, viêm tai giữa. Biếng ăn ở trẻ có thể xuất phát từ các nguyên nhân về hệ tiêu hóa. Biếng ăn do tâm lý, tâm lý từ phía cha mẹ, môi trường sống, thay đổi người chăm sóc tự ti bản thân. Đóng ngoặc đơn chấm, biếng ăn do cha mẹ không sắp xếp được thực đơn khoa học, hợp lý, dẫn đến tình trạng thực đơn trùng lập. Không được phong phú khiến bé biếng ăn, biếng ăn do thói quen hàng ngày, bé có thói quen ăn ngoài trước bữa chính. Vừa ăn vừa xem tivi hoặc vừa ăn vừa chơi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc biếng ăn ở trẻ ba. Trẻ biếng ăn cần bổ sung gì? Biếng ăn là vậy, vậy các bé cần bổ sung gì để có thể bắt kịp với bạn bè trang lứa? Đây là top 5 thực phẩm tốt nhất được các chuyên gia khuyến cáo nên bổ sung cho các bé biếng ăn. Thịt đỏ, trong thịt đỏ có kẽm, lysine, vitamin B, sắt đều là những khoáng chất vitamin quan trọng dành cho bé biếng ăn. Còi cọc, trong thịt đỏ chứa nhiều sắt, vitamin B Giúp trẻ ăn ngon, trứng là thực phẩm vàng có chứa protein, vitamin D, kẽm và các axit amin thiết yếu giúp bổ sung các chất dinh dưỡng cho các bé biếng ăn. Thiếu cân, tăng hấp thu và kích thích giúp bé ăn ngon. Trứng giúp trẻ bổ sung và cân bằng chất dinh dưỡng. Rau xanh là thực phẩm gần gũi với bữa ăn các bé, trong rau xanh có rất nhiều vitamin và khoáng chất đặc biệt là chất xơ giúp giảm tình trạng táo bón. Tăng hệ lợi khuẩn đường ruột giúp các bé ăn ngon hơn. Rau xanh giúp hệ tiêu hóa của trẻ phát triển tốt. Các loại hạt, hạt vừng, hạt đậu, đây là các loại hạt giàu chất xơ, vitamin và chất béo. Sữa chua, trong sữa chua có chứa probiotic rất có lợi cho tiêu hóa ngoài ra sữa chua cũng bổ sung axit cho dịch dạ dày khiến việc tiêu hóa của các bé cũng tốt hơn. Đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích. Kết nối với công ty Amano Nhật Bản, hotline 0929197777, website https www amanoenzyme com fanpage facebook https www.facebook com gạch chéo amanopharma